Người Việt tại Đức đưa Phật đến nhà hàng và tôn giáo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau khi nước Đức thống nhất, số lượng rất đông người Việt theo diện hợp tác lao động tại vùng phía đông nước Đức phải tự bươn chải, lo cho bản thân và tiếp tục tích lũy gửi về quê hương. Cuộc sống được ổn định thì cũng là lúc lý tưởng cộng sản của họ phai nhạt dần và nhu cầu tâm linh trở về cội nguồn dân tộc cũng bắt đầu được coi trọng. Nhà hàng, đặc sản trở thành nơi thờ Phật. Sau một thời gian dài, cuối cùng nhà hàng đặc sản Đức Lippershofer được xây dựng từ năm 1870 đã tìm được người mua nhưng không được sử dụng làm nhà hàng nữa, mà trong tương lai một hội Phật tử Việt Nam sẽ sử dụng nơi này làm nơi thờ cúng. Nhà hàng Lippershofer ở Bundesstraße 173, xã Mussen đã có một chủ nhân mới sau khi đóng cửa từ tháng 8 năm 2018. Chủ nhà hàng cho tới nay, Frieder Rudolph, cho biết ông và vợ đã quyết định nghỉ hưu. Hiện nay, nhà hàng đã được bán và hợp đồng mua bán đã được công chứng. Trong tương lai, địa điểm này sẽ do Hội Phật tử Zwickau mới được thành lập sử dụng. Nơi này sẽ không còn là nhà hàng và những thiết bị chơi bowling cũng sẽ được dỡ bỏ. Trong tương lai, đây sẽ là nơi gặp gỡ của những người Việt Nam đã thành lập Hội Phật tử. Những người chủ mới đến từ Việt Nam, ông Rudolph và vợ đã cùng nhau điều hành nhà hàng này từ năm 1994, nhưng mới đây họ đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi khu phố Bundesstraße đã được cải tạo lại. Thông qua việc cải tạo ngã tư đường, việc tới nhà hàng không còn dễ dàng như cũ. Cách đây vài năm, chủ nhà hàng đã tìm cách bán khu nhà được xây dựng từ năm 1870 này. Nhưng ngay cả việc tổ chức bán đấu giá đầu năm 2017 ở Dresden cũng không mang lại kết quả. Sau đó, Rudolph đã rao bán ngôi nhà trên Internet, nhưng cũng phải chờ một thời gian dài mới tìm được người mua. Cho dù cũng có một số khác quan tâm, nhưng cuối cùng Hội Phật tử mới thành lập mới tỏ ra thực sự muốn mua. Hình bóng công an Việt Nam tại chùa trên đất Đức, tại Cộng hòa Czech và các nước thuộc khối Đông Âu cũ, nơi có nhiều người Việt Nam định cư, phong trào xây dựng nơi thờ tự tâm linh trong cộng đồng cũng nở rộ. Gần đây nhất tại bang Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức, cũng có một ngôi chùa được những người Việt Nam đang dựng lên trong khu đất riêng cạnh nhà ga thành phố Tào Trà. Tuy nhiên, điều đặc biệt, từ khi chuẩn bị cho ngôi chùa này đến lúc khởi công xây dựng, đều có sự hiện diện trực tiếp các tướng lãnh cấp cao Bộ Công an Việt Nam. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Kính chào quý vị.